Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục học tiếng Việt nữa. Nhớ cho ý chuẩn bị sửa đời thông là bế cu đọc cá dầu là cờ lưu nhá lan gì thế ạ. Ok. Chị cu thỏa này ý là cột like là cột subscribe cho cụ thế này. Ok. Chị bế mùi cờ ok. Xin chào. Hôm nay sẽ học về các từ như lục, dài, sau, sau này. Ok. Cầu, nặc, nhỏ rộng nông nò cho bé là cỡ sĩ do lục dài sau cao nặng. Ok, chế bé là một cỡ sĩ do cho nó tiền nền sĩ do đã suy thế nền sĩ lý trải. Ok, từ mới lùm đó là tiền khẩm sắc này. Ok, chế bé là cỡ sĩ do tiền lớn chế lùi nó mua nó mua lớn chế lùi hay do đã suy. Ok, lục 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 sai tia đá nhá. Ý là lia tia cho cái nó đá một lít trà, nó giờ thì nêu chế nó đá một lít trà. Chúng ta xíu đi nào nhá. Dài 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 đế. Ok, dài đế. Sau sau. Ok, to cao cao. Xia nặng nặng nhà. Giường giường xa. Ok, lúc xa bự nè. Ok, sơn bóng sơn bóng. Chán giờ bó là giờ giang giang bàn. Ok, để bơi để bơi. Chờ ô lột đi bây giờ thì lúc bạn đi là cho nên mỗi nhà là tiền là uống là tệ nên cứ một đan đế uchi một thể nhiên đan đế uchi na. Ok, cân cân kilogram. Ok, chỉ có được khá là nhiều núi lửa đã bém lắm nhở. Lục lục dài. Ok, lục nên là đá. Ok, dài nên là đế. Ok, sau sau to. Ok, cao cao. Share giờ thì tôi đang share một đi trả lại cho tôi một share đi trả này. Ok, nặc nặc nhà. Ok, giường 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 xa. Ok, sơn bóng sơn bóng. Tràn nhập bó này là tràn nhập bạn. Ok, để bơi chạy qua lửa đi. Cân cân kilogram là tiền nhà đi cha. Giờ thì tiền y y kilogram này. Ok, cho có mùi dục không l mua cho mù lưu được con à. Ok, thì bên mù cờ suy cho khẩm sắp nó. Ok, cú cho nó mua cho nó đặt câu với cho bà nhậu cho bây cho tôi cỡ trí năng nhỉ. Ok nhỉ, cái một lớn lời bắt đầu học. Em ơi, sân bóng này lục bao nhiêu mét à? Ok, em ơi, sân bóng này lục bao nhiêu mét à? Đi lâu lũ tràn giờ bó nó đảm bảo ly chào. Ok, lục 50 mét. Lục 50 mét. Ok, đá do chí cho mét. Đá do chí cho mét. Ok, cái dương này dài bao nhiêu mét? Cái dương này dài bao nhiêu mét? Ok, lũ xa nó đem bảo trà. Đem bảo đi trà. Dài 2 mét. Dài 2 mét. Để o mét. Ok, để o mét. Tôi sẽ học xuống gì? Cũng cho các bạn nhận cái lý. Và những lý đó phép năm rồi ạ. Em ơi, sân bóng này lục bao nhiêu mét à? Đi lâu lúc ra lúc trả giờ bó nó đã bỏ đi chào. Lục 50 mét. Lục 50 mét. Đã do chỉ cho mét. Ok, cái dương này
dài bao nhiêu mét? Lũ ra lo để bỏ trà, dài 2 mét để gió mát. Ok, bây giờ khó xuân gì phải. Để bơi này, sau bao nhiêu mét? Để bơi này, sau bao nhiêu mét? Ok. Cha qua lụa đê nó, to bảo cha. Lời dạo hạt tía, lúc bà đê nó, to bảo cha. Ok. 1 mét rưỡi, 1 mét rưỡi. Ok. Y mét, y mét thia, chi chào xin, dạ. Y mét chi chào xin, ok. Y mét thì in đá là nè, ok. Y mét thì nửa in đá là khỏi y mét là nè, dạ. Y mét chi chào, ok. Vì thế y mét là nửa sau y buồn ấy, dạ. Y mét thì chi chào xin, ok. Tủ lẹt này cao bao nhiêu mét? Tủ lẹt này cao bao nhiêu mét? Tu dìa no xe lì trà. 1 mét, y mét, ok. Tủ lạnh là tủ xe cái ly tiền là hai tủ yên là tủ xe ya u tủ ở u u lo anh chưa phải có tài sót rồi anh chưa xe na u mỗi u tất khủng là cho họ là tủ lạnh nè tủ lạnh ya tủ à cho khăn chặt nè à thật sự mình chưa ya tủ cho à tủ à xe ya ok thật sự mình chưa nè tôi sẽ chuẩn gì phải bạn nặng bao nhiêu cân? Bạn nặng bao nhiêu cân? Ok. Bạn nặng bao nhiêu cân? Có nhà bầu ly trà. 60 cân. 60 cân. Trâu chậu kilogram. Ok. Lần này lưỡi ạ. Bạn nặng bao nhiêu cân? Có nhà bầu ly trà. 60 cân. Trâu chậu kilogram. Ok. Chuyện hôm nay với họ là cỡ lý nào sư dạ chế cụ thọ vô cho hắn đó rồi nên sẽ nó tụ họ bán là sẽ sang ra cụ thế họ thực vô hai chi dạo nó thư họ hai mai cho là cụ thọ là gì thế nè bây giờ cụ cho họ thư chi dạo nên họ xuân đại tốt khi họ xuân đại tốt bây họ tao cỡ ok mù thế họ thì nên sẽ cỡ cụ thế là họ xuân đại tốt thế dạ thì cụ thọ nên sẽ là bán là cụ like cụ subscribe cho cụ thế cỡ cụ họ mua để share một cảm năng chạy qua lời đầy video ô tô bế đã có tốt cận gì tốt bài thì cụ thọ ôi cho nên tốt đâu nên số lần sơ tụ họ bán là sáng ra cụ thế nè thì ôi cho nên